là Phùng đại nhân, nữ hoa đương đương Hiển Linh đó. Phùng đại nhân, không thể nào. Mau cứu người đi. Không ai được cứu hắn. Đúng là nữ hoa nương nương. Hả? Kẻ dám mạo phạm thánh địa của ta sẽ có kết cục như hắn. Nữ hoa nương nương, xin đừng trách tội chúng tôi. Là quan phủ ép chúng tôi. Xin bà đừng làm tổn hại thôn dân nữa. Ngươi là thần thánh phương nào, dám giả thần Long Quý? Có biết sát hại đại quan triều đình là trọng tội không? Là lỗi của tôi. Tôi cũng nên dẫn thôn dân đến khai thác đá. Mạo phạm nữ hoa nương nương là lỗi của tôi. Bây giờ biết hối cải thì đã quá muộn rồi. Sao lại xảy ra chuyện này? Kim Ngân Kiếm, hai huynh giữ hiện trường, không cho bất cứ ai đến gần. Dạ. Tôi không tin của nữ hoa nương nương. Nè, cậu đừng có ăn nói lung tung nha. Nữ hoa nương nương sẽ nổi giận đó. Huynh nói như vậy, thôn dân bị mất tích sẽ hỏi huynh đó. Phải đó, các người đi ra đi. Đi đi, mọi người bình tĩnh đi. Thật ra là nữ hoa nương nương Hiển Linh, hay là có kẻ bày trò. Chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng. Các vị đại nhân à, chỗ chúng tôi là thôn quê hẻo lánh, không thể tiếp đãi nổi. Các vị đại nhân, xin các vị đi giùm đi. Đi đi. Đi đi. Đi 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 đi. Đến lúc uống thuốc rồi. Tôi không sao, không cần phải uống thuốc. Chứng bệnh truyện rất dễ tái phát, huynh vừa mới khỏi dậy, nhất định phải uống thuốc đúng giờ. Sư huynh à, trên đường bệnh của huynh chưa hề tái phát, nghe lời ta cô đơn đi. Phải đó, huynh cũng đâu muốn lúc phá án thì bị bệnh đâu. Phải rồi, sao có thể với một người còn sống vào tảng đá được chứ? Rõ ràng là nữ hoa nương nương Hiển Linh đó. Tôi không tin vào những truyền thuyết quỷ thần. Bên trong có điều kỳ lạ. Đúng vậy, bị nhét vào tảng đá, cô đại nhân không thể còn sống được. Nếu như ông chết thật, sao có thể nói chuyện với chúng ta? Giọng nói đó thật sự là của Phùng đại nhân. Sáng sớm ngày mai chúng ta tới hiện trường, coi có phát hiện gì không. Quynh làm gì vậy? Phóng ám khí lung tung. Cũng may là bốn cô nương thân thủ nhanh mới tránh được. Lén la lén lút bên ngoài, nếu bị thương cũng do tự cô chút lấy thôi. Tôi lén lút gì? Chúng tôi thấy ngôi miếu quan, dự định qua đêm ở đây. Đúng rồi, các người có thể tá túc ở đây, chẳng là chúng tôi không được sao? Sai người cũng tới thôn Thiên Thạch gì? Chẳng lẽ vì chuyện của Đại Dũng sao? Đúng vậy, Quynh muốn chống đối Lam Thiên Bang chúng tôi. Tôi đến để rửa tội danh cho Đại Dũng, để tránh bị người ta vu oan. Đúng đó, tra án là chuyện của quan phủ. Hai người đi đi. Nếu các người thật sự có bản lĩnh điều tra được sự thật, Lam đại tiểu thư này cũng đâu cần phải cực khổ như vậy chứ. Đúng rồi. Các người ổn đủ chưa? Ai cản trở chúng tôi phá án, tôi có thể bắt người đó về thần bổ tiên. Khẩu khí của huynh lớn lắm. Tôi không giết người phóng hỏa lừa gạt trộm cắp gian dâm cướp đoạt. Huynh dựa vào đâu bắt tôi? Tóm lại, tôi có quyền làm bất cứ chuyện gì. Nói xong. Phúc Khờ, mặc kệ họ. Hai người đi đi. Làm vậy sẽ cản trở chúng tôi trả án đó. Nè. Chà, trời về sáng thì đã đến đây. Cô nhìn gì vậy? Chà. Không phải người giang hồ không nhìn quen cảnh tượng này. Chuyện nhỏ thôi. Phúc Khờ hả? Ừ. Nè, không phải chứ Phúc Khờ. Phùng đại nhân toàn thân nát vụn. Theo những phần cơ thể nát vụn còn lại cho thấy là bị đá lớn đè nát. Rõ ràng nữ hoa nương nương Hiển Linh. Nếu như không phải, làm sao giải thích Phùng đại nhân tại sao lại ở trong tảng đá lớn đó? Sao lại ít vậy? Quynh muốn nói vết báo Phùng đại nhân để lại trên đá dụng hả?
Nếu tảng đá lớn và Phùng đại nhân cùng rớt xuống, toàn thân nát dụng mà chết. Trên đá dụng lẽ ra phải để lại rất nhiều vết máu của Phùng đại nhân mới phải. Đoán được tôi nghĩ gì, coi như cô thông minh. Sao không phải bị đá lớn đè chết? Bị đè bẹp vậy rồi còn có thể giả sao? Người vô tri thì đừng lên tiếng. Quỳnh nói gì? Cô muốn điều tra tôi không phiền cô, nhưng cô cũng đừng phiền chúng tôi. Quỳnh! Là Quỳnh ưng, cô nghe sư Quỳnh tôi nói đi. Được rồi, mấy Quỳnh người đông thế mạnh, tôi không đấu lại. Nhưng Quỳnh nghe cho kỹ đây, tôi sẽ phán nhanh hơn Quỳnh. Đi! Nếu không thể chứng minh phụ đại nhân chết lúc nào, chúng ta rất khó xác định có phải ông chết vì bị đá đè không. Chúng ta vào thôn tìm hỏi thôn dân đi. Cậu gọi chúng tôi đến thật ra là muốn sao? Ông biết mà, tôi chỉ muốn tìm ra sự thật. Sự thật chính là các vị đại nhân của Ứng Phụng Cục đắc tội với nữ hoa nương nương, còn hai đàn ông mất tích. Các vị làm ơn rời khỏi thôn Thiên Thạch đi, chờ nương nương bất giận có lẽ sẽ tha cho họ. Đi đi, các người đi đi. Đi 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 đi. Mọi người bình tĩnh đi, chúng tôi chỉ muốn điều tra sự thật thôi, giúp mọi người tìm lại người thân thôi. Danh sách tôi cần đâu? Danh sách ở đây nè. Chúng tôi rất cảm kích các vị sai đại nhân quan tâm, nhưng mà chuyện tìm người á, cứ để chúng tôi lo liệu. Các vị cứ đi đi. Bây giờ tôi tuyên bố, những người trong danh sách đều bị nghi ngờ giết Ứng Phụng Cục Phùng đại nhân. Hả? Phải không? Sao vậy? Ờ, sao kỳ vậy? Cậu nói cái gì? Những người này có thể đồng mưu sát hại hoặc đánh cướp đốc dân sứ của Ứng Phụng Cục, sau đó giả bộ mất tích che mắt người khác. Nè, đừng nói bậy nha. Không làm vậy đâu, không làm đâu, đâu. Đừng phạm pháp vùng người. Đúng rồi đó, nó bậy bạ đó. Còn nữa, bất cứ ai cũng có khả năng là đồng mưu. Tôi nhắc nhở mọi người, ai dính líu đến chuyện này sẽ bị tội chứa chấp, cùng tội như nhau. Trời ơi, đừng bắt tận tay. Quỳnh nói như vậy có chứng cứ gì không? Đi đi. Cần gì chứng cứ? Kim kiếm ngân kiếm, ai dám phản kháng bắt hết cho ta. Dạ. Đi đi. Đừng mà. Sao Quỳnh lại làm vậy? Để biết Quỳnh muốn ép thôn dân hợp tác, như đừng lấy lửa tự thiêu. Thần bổ, rõ ràng là thần lừa. Tôi còn tưởng Quỳnh cũng thông minh hơn con trâu sắt, nhưng thì ra Quỳnh là bổ khoái ngu thích đổ quan người khác. Bổ khoái ngu? Cô đừng gây rối ở đây. Tôi gây rối? Tôi đến để chứng minh Quỳnh vu oan cho thôn dân. Đi theo tôi. Trời ơi, thì ghê quá à. Quá đi. Trời ơi, quá. Trời ơi. Trời ơi, thiên quá. Nhìn thấy chưa? Thi thể là do tôi và tiểu thơ phát hiện ra đó. Họ đều là thôn dân mất tích, đến Thịnh Lâm khai thác đá. Căn cứ theo tình hình thi thể cho thấy họ bị dìm chết. Quỳnh mở to mắt nhìn kỹ đi. Những thôn dân này đều bị dìm chết, vậy mà Quỳnh đổ oan họ là hung thủ. Cậu hài lòng rồi chứ? Họ đều ở đây, cậu bắt họ về đi. Đã nói là các người sẽ hại chết chúng tôi mà. Chính các người đã hại chết tướng công và con trai của tôi. Các người đi đi. Đi. Mọi người dừng tay đi. Đi. Đừng ném nữa. Thí chủ,